Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. 30 tập luôn luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, tối ngày 5 tháng 9, một cơn lốc xoáy đã bùng phát ở Khai Nguyên, Liêu Ninh, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Lốc xoáy đi qua khu vực và một số phương tiện bị lật. Một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở Khai Nguyên, Liêu Ninh và một tòa nhà máy bị sập. Tốc độ gió cực mạnh lên tới 23 m/s. Nhiều ban ngành địa phương đã nỗ lực cứu hộ. Các chuyên gia cho rằng khó có thể dự đoán cơn lốc xoáy thường xuyên và cố định. Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 5 tháng 9, một cơn lốc xoáy đã bùng phát ở Khai Nguyên, Liêu Ninh và cơ quan cấp cứu địa phương đã tiến hành ứng phó khẩn cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lốc xoáy đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Các chuyên gia khí tượng cho biết, lốc xoáy xảy ra trong thời gian ngắn, quy mô không gian nhỏ, tốc độ di chuyển nhanh, sự phát sinh, phát triển của chúng mang tính ngẫu nhiên cao nên rất khó dự báo về thời gian và điểm cố định của chúng. Vào khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 9, Văn phòng Chính quyền thành phố Liêu Ninh Thiết Lĩnh cho biết, vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 5 tháng 9, một cơn lốc xoáy đã bùng phát ở khu Khai Nguyên Thiết Tây và thị trấn Kim Câu Tử và một số nhà máy đã bị phá hủy. Một phản ứng khẩn cấp đã được đưa ra. Đêm ngày 5 tháng 9, mạng thông tin khẩn cấp Trung Quốc đưa tin lốc xoáy đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Trận lốc xoáy khiến nhiều phương tiện lật nhào, nhiều nhà xưởng và nhà dân bị thổi bay. Chiều ngày 5 tháng 9, nhiều người đã ghi lại cảnh tượng lốc xoáy tại nhiều địa điểm khác nhau ở thành phố Khai Nguyên, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh. Đoạn video cho thấy một cơn lốc xoáy xuất hiện trên một ngôi làng với phần lưới màu đen và phần trên màu trắng nhạt, đồng thời có thể nghe thấy tiếng gió lớn trong video. Trong video, nhiếp ảnh gia cho biết, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này, nó quá lớn. Có người đã chụp được một cơn lốc màu xám từ một chiếc ô tô đang lao về phía nó và nhiếp ảnh gia đã kêu lên, nhanh lên, nó quá đáng sợ. Trong khu đô thị, một cơn lốc đen khổng lồ bao phủ gần hết bầu trời. Luồng không khí xoáy ở đây xuyên qua đường phố, đi ngang qua một tòa nhà dân cư. Cơn gió lớn gầm thét, cây cối đung đưa qua lại cùng với những mảnh vụn bay vào không khí. Ông Quang, một thương gia ở thành phố Thiết Tây, thành phố Khai Nguyên, nói với Bắc Kinh News rằng cơn lốc xoáy xuất hiện trên không trung, cách cửa hàng của ông khoảng 1.000 mét, kéo theo một số lượng lớn túi nhựa. Sau đó, cơn lốc xoáy di chuyển về phía con phố nơi ông nằm, cuốn bàn ghế trước cửa hàng của ông, làm vỡ kính của một cộng đồng khác và cánh tay của ông bị mảnh vỡ trong gió cào xước. Ông Quang nói rằng có những phương tiện khác gần đó đã bị thổi bay. Tại làng Tấn Anh, thị trấn Kim Từ Câu, thành phố Khai Nguyên, mái nhà của một người dân trong làng đã bị thổi bay. Ông Đặng, một người dân trong thôn cho biết, mái ngói nhà hàng xóm bị tốc gần hết. Ông không thể ở lại qua đêm nên chỉ có thể sang nhà người khác nghỉ ngơi. Đoạn video anh cung cấp cho thấy hai bên đường nông thôn, tường gạch của các công trình dân sinh bị sập, ngói bị tốc mái bị thổi bay. Để lộ một mảng lớn mái tôn, hai chiếc xe công nông văng ngang. Vào khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 9, Ban Quản lý Khẩn cấp của thành phố Khai Nguyên cho biết các nhà máy trong khu vực xảy ra thảm họa đã bị sập và một số người dân nói rằng có người bị mắc kẹt trong các tòa nhà của nhà máy bị sập. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm. Theo tin tức của CCTV, cơn lốc xoáy hình thành từ thị trấn Kim Tử Câu đi qua phố Hình Khai, khu phát triển kinh tế Khai Nguyên và tiếp tục đi về phía nam trong 15 phút trước khi suy yếu thành áp thấp. Cơn lốc xoáy đã gây ra thương vong, nhà cửa bị hư hại. Điện và thông tin liên lạc bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Tham gia cứu nạn cứu hộ người bị mắc kẹt là hơn 210 người. Tối qua, mạng thông tin khẩn cấp Trung Quốc đưa tin trận lốc xoáy đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Tình hình cụ thể đang được thống kê. Theo tin tức chính thức trên Weibo của đội cứu hộ Blue Sky, sau khi một cơn lốc xoáy mạnh xảy ra ở khu vực Khai Nguyên, Blue Sky Rescue đã khẩn trương phản ứng. Hiện tại, đội cứu hộ Thiết Lĩnh Blue Sky có 7 phương tiện và 18 người đã đến hiện trường và đội cứu hộ Bầu Trời Xanh gần đó đang chuẩn bị làm nhiệm vụ.
nền tảng cứu hộ phía sau trung tâm điều phối khẩn cấp cứu hộ Lan Điền đã được kích hoạt theo China Weather Network vào khoảng 17 giờ 50 phút hôm thứ Ba. Một cơn lốc xoáy đã xuất hiện tại thành phố Khai Nguyên, tỉnh Thiết Lĩnh. Tốc độ gió tối đa xuất hiện tại Đài quan sát khí tượng quốc gia Khai Nguyên. Tốc độ gió tối đa trung bình trong 10 phút là cấp 5, tương đương 10,5 m/s vào lúc 17 giờ 55 phút, sức gió tối đa cấp 9 khoảng 23 m/s vào lúc 17 giờ 46 phút. Vào lúc 5 giờ ngày thứ Ba, Đài quan sát khí tượng tỉnh Liêu Ninh dự báo khu vực Thiết Lĩnh nhiều mây và chuyển sang mưa rào hoặc dông rải rác trong ngày thứ Ba, với thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như mưa lớn ngắn hạn, mưa đá, mưa dông và gió giật mạnh. Vào lúc 16 giờ 42 phút và 17 giờ 25 phút ngày thứ Ba, Trung tâm Cảnh báo sớm tỉnh Liêu Ninh và Đài quan sát khí tượng Thiết Lĩnh liên tiếp phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng và tín hiệu cảnh báo mưa đá màu cam ở Khai Nguyên trong những giờ tới, có thời tiết đối lưu mạnh như gió mạnh ngắn hạn và lượng mưa lớn. Theo thông tin được công khai, lốc xoáy xảy ra từ tháng 5 đến tháng 9 và là sản phẩm của thời tiết đối lưu mạnh. Lốc xoáy xảy ra trong một khu vực nhỏ, xuất hiện và biến mất nhanh chóng, đôi khi kèm theo sấm sét, mưa lớn và mưa đá. Thời gian của lốc xoáy rất ngắn, thường chỉ từ vài phút đến vài chục phút. Tốc độ di chuyển khoảng hàng chục km mỗi giờ, lực phá hoại rất lớn. Từ Quý Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Mẹ và Trẻ Em Khai Nguyên cho biết một số lượng lớn gạch và vật nặng đã bị lốc xoáy ném lên không trung vào thời điểm xảy ra vụ việc, và nhiều cửa sổ trong bệnh viện đã bị đập vỡ. 15 phút sau thảm họa, khoảng 60 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị do bị vật nặng đè lên. Trong số 6 bệnh nhân bị thương nặng nhập viện, có 3 người nhập viện và 3 người được chuyển tuyến khác. Trong số 3 bệnh nhân bị thương nặng nhập viện, có 2 người lớn bị chấn thương sọ não nặng. Một trẻ vị thành niên bị mảnh kính chém vào người, không có ai bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. Từ Quý Thanh cho biết, do lốc xoáy làm gãy cột điện gần bệnh viện nên bệnh viện hiện đang trong tình trạng mất điện, phải dựa vào máy phát điện chạy bằng dầu để duy trì ánh sáng và công tác cứu hộ. Văn phòng cấp cứu địa phương và các bộ phận khác đã khẩn trương vận chuyển dầu diesel đến bệnh viện để đảm bảo hoạt động bình thường của bệnh viện. Từ Quý Thanh giới thiệu rằng Bệnh viện Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em thành phố Khai Nguyên nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giao thông xung quanh bị tắc nghẽn, nhiều khu dân cư gần bệnh viện đã bị phong tỏa, một số nhân viên đã chạy đến bệnh viện để tham gia điều trị. Khu công nghiệp phía Tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa. Một người dân địa phương nói với phóng viên tờ tin tức Bắc Kinh rằng ông nhìn thấy cơn lốc xoáy thổi bay lá cây, cuốn các tấm cách nhiệt của tòa nhà và những thứ khác trên bầu trời. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều trẻ em đã đi học về, nhưng do kính bị hư hỏng nặng, nhiều người dân bị đâm vào tay, chân phải nhập viện điều trị. Nói chung, Cục Khí tượng có thể dự đoán khả năng xảy ra lốc xoáy ở một khu vực nhất định dựa trên diễn biến của tình hình thời tiết. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ và lịch sử tồn tại ngắn của lốc xoáy, những cơn lốc xoáy nhỏ nhất chỉ dài vài km và một cơn lốc xoáy chỉ tồn tại trong hơn 10 phút. Với các điều kiện kỹ thuật hiện tại, không thể dự đoán trước vị trí cụ thể và thời điểm hình thành lốc xoáy. Ở Trung Quốc, do số lượng lốc xoáy ít nên cơ quan khí tượng Trung Quốc không có cảnh báo sớm riêng cho lốc xoáy mà xếp vào loại cảnh báo thời tiết đối lưu dữ dội. Thưa quý vị, khi các tỉnh miền Trung và miền Đông Trung Quốc chìm sâu trong thời tiết nóng bức và nhiệt độ cao, thì vùng Đông Bắc và Bắc Trung Quốc hứng chịu mưa lớn. Vừa qua, Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây và các tỉnh, thành phố phía Bắc khác bị sét đánh và mưa lớn ngắn ngày. Lượng mưa ở một số khu vực rất đáng kinh ngạc. Thông tấn xã Trung Quốc cho biết, sân bay thủ đô Bắc Kinh đã hủy ít nhất 180 chuyến bay vào ngày 5 tháng 9. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục, 32 con sông ở tỉnh Hắc Long Giang đã vượt mức nước cảnh báo. Hiện tại, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đang diễn ra ở sông Nộ Giang, một phần sông Tùng Hoa và sông Hắc Long Giang. Do lũ lụt, 2,3633 triệu người bị ảnh hưởng ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Hà, Mẫu Đơn Giang và những nơi khác, 304 con đường bị ngập, 1.885 công trình thủy lợi bị hư hại và 355 con đê dài, tổng cộng 129,83 km. Thiên tai lũ lụt gây ra tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,964 tỷ nhân dân tệ.
Cục Khí tượng dự báo, từ trong hơn một tuần qua, ở khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, tình hình điều tiết lũ, chống lũ trên các lưu vực sông diễn ra gay gắt. Tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày. Tính đến 8 giờ sáng ngày 6 tháng 9, đã có 24 người thiệt mạng và hơn 620.000 người bị ảnh hưởng tại 7 thành phố bao gồm Tây An và Diên An, thiệt hại hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo cho biết, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân chính đã khẩn trương triển khai kế hoạch khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia 4 cấp, cử một nhóm công tác đến tỉnh Thiểm Tây để hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai và phân bổ 10.000 cứu trợ thiên tai. Theo số liệu thống kê mới nhất được công bố vào tối thứ Bảy tại Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, vụ tai nạn sạt lở đất tại địa phương vào ngày thứ Năm đã xác nhận có 43 người chết và 118 người mất tích. Lũ lụt ở Hà Bắc và Đông Bắc Trung Quốc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và đã có những cuộc biểu tình phản đối của các nạn nhân ở nhiều nơi. Theo Tân Hoa Xã chính thức được Thông tấn xã Trung ương trích dẫn, ngày 6 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 5 tháng 9 để nghiên cứu và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai và tái thiết sau thiên tai. Tin cho biết, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp và có bài phát biểu quan trọng. Theo cuộc họp, 7 giảm 8 tăng là giai đoạn then chốt của công tác chống lũ dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ và cùng nhau làm việc, đội cứu hỏa toàn quốc xông lên, quân giải phóng nhân dân và cảnh sát vũ trang xông vào giải cứu. Các doanh nghiệp trung ương và các lực lượng xã hội dũng cảm gánh vác trách nhiệm nặng nề và quần chúng nhân dân làm việc cùng nhau xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc, phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ nhà cửa của mình. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!